Xin mến chào quý khán thính giả đã quay trở lại với Hồ sơ quyền lực. Quý vị thân mến, trong chiều dài lịch sử, nhất là trong những năm tháng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Việt Nam và Campuchia luôn đoàn kết bên nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi chống kẻ thù chung, giành độc lập tự do cho mỗi nước. Tuy nhiên, sau khi lên nắm quyền lãnh đạo đất nước vào tháng 4 năm 1975, được các thế lực bên ngoài giúp sức, quân Khmer Đỏ đã tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược biên giới nước ta, đồng thời thực hiện chính sách diệt chủng tàn bạo đối với nhân dân Campuchia. Đáp lại lời kêu cứu của nhân dân Campuchia và lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia, Việt Nam không chỉ đánh tan bọn xâm lược mà còn đưa quân giúp nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng của tập đoàn Pol Pot vào ngày 7 tháng 1 năm 1979, cứu nhân dân Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng, giành lại quyền được sống, quyền làm người và bước vào kỷ nguyên độc lập tự do, hồi sinh đất nước, dân tộc. Vậy nhưng cuộc chiến vẫn chưa dừng lại ở đó. Việt Nam đã phải đóng quân suốt 10 năm ở Campuchia nhằm truy quét quân Khmer Đỏ, đồng thời giúp nhân dân Campuchia xây dựng lại đất nước. Năm 1988, Việt Nam bắt đầu rút quân đội về nước. Đến tháng 9 năm 1989 thì mới rút hết. Vậy nhưng, đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Chỉ một tháng sau khi quân đội Việt Nam rút hết, chúng ta đã lại phải đưa quân trở lại Campuchia do Khmer Đỏ hoạt động mạnh mẽ hơn. Đây là một chiến dịch quân sự đặc biệt và bí mật được giữ kín trong nhiều năm và chỉ được giải mã thời gian gần đây. Mời quý vị cùng tìm hiểu về cuộc chiến này qua video ngày hôm nay. Cuộc chiến tranh bí mật. Tháng 10 năm 1989, một tháng sau khi Việt Nam rút quân đội về nước, Liên minh Chính phủ Campuchia Dân chủ gồm Khmer Đỏ, chính quyền Sihanouk và Song Sen đã huy động tới 13 sư đoàn mới thành lập, tiến đánh sở chỉ huy của sư đoàn 196, chính phủ Hen Samrin ở huyện Balin, lữ đoàn 95 ở bang Bronin. Các trung đoàn Phnom Penh và Bat Tambang lần lượt phải rút lui khỏi các vị trí đang đóng giữ. Thị xã Bat Tambang có nguy cơ bị mất. Trước tình hình nguy cấp đó, Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia đã yêu cầu Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam cho lực lượng vũ trang quay trở lại Campuchia để giúp họ phản công và lấy lại những gì đã mất vào tay Pol Pot, đồng thời khôi phục lại tình thế chiến trường. Việt Nam khi này dù đang kiệt quệ nhưng là một lần nữa phải trở lại chiến trường Campuchia. Các đơn vị của Việt Nam chủ yếu là quân khu 5 và quân khu 9 đã nhanh chóng tập hợp lại lực lượng, chuẩn bị Tây Trinh dạy cho Khmer Đỏ một bài học nữa. Lực lượng quân khu 5 gồm có Trung đoàn 95 thuộc Sư đoàn 307, Trung đoàn 1 thuộc Sư đoàn 2, các đơn vị thuộc Sư đoàn 968 được lệnh phối hợp tại khu vực ngã ba biên giới để tiến hành truy quét. Quân khu 9 có Trung đoàn 1 thuộc Sư đoàn 330, Trung đoàn 9 thuộc Sư đoàn 339, Trung đoàn 20 thuộc Sư đoàn 4 cùng các đơn vị trinh sát, pháo binh, xe tăng, quân khu. Tổng cộng khoảng 30.000 quân cùng một số đơn vị pháo binh tăng thiết giáp. Tất cả chuẩn bị cho một chiến dịch đặc biệt. Tại sao lại đặc biệt? Lý do là bởi, thứ nhất, chỉ một tháng sau khi rút quân, chúng ta đã phải quay trở lại. Thứ hai, 30.000 quân này sẽ mặc quân phục, quân hàm, quân hiệu của Campuchia. Ngay cả xe tăng, pháo binh cũng đều sơn phủ hiệu của Campuchia. Đồng thời sẽ không hành quân mà sẽ có quân của Campuchia qua đón. Chiến dịch này phải nói là bí mật hoàn toàn. Chỉ có ai đi mới biết rõ nội dung. Vẫn còn rất nhiều điều chưa được giải mật. Ngay cả tài liệu chúng tôi tham khảo cũng sẽ chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Nếu quý vị có người thân đã tham gia vào chiến dịch này, có thông tin chi tiết, có thể để lại ý kiến ở phần comment của video. Sự có mặt ấy đã làm cho Campuchia cảm thấy yên tâm hơn. Họ củng cố lại hàng ngũ, chuẩn bị cùng quân Việt Nam phản công, lấy lại những lãnh thổ đã mất. Chiến lược của Việt Nam lần này, đó là vừa đánh, vừa củng cố lại lực lượng và tinh thần cho quân đội Campuchia, giúp họ đủ sức đứng vững. Nếu còn trường hợp tiếp theo xảy ra, ngày 18 tháng 10, quân đội Việt Nam từ vị trí tập kết bí mật đã vượt biên giới Việt Cam. Trong quá trình hành quân, đơn vị không dưới 10 lần đã bị các đơn vị quân Khmer Đỏ phục kích hay tập kích. Đến ngày 31 tháng 10, các đơn vị có mặt ở tiền phương quân khu 5 của Campuchia đặt sở chỉ huy ở Vườn Nhãn, huyện Balin, tỉnh Pat Tambang. Sau khi tới được điểm tập kết, các đơn vị được lệnh triển khai đội hình, xây dựng công sự chiến đấu trong vòng 3 ngày để hình thành cơ sở đứng chân cũng như hình thành cụm cứ điểm phòng ngự,
bảo vệ thị xã. Từ đó sẽ tiến hành tung quân, mở các cuộc phản công đánh chiếm lại các vị trí đã mất. Đến đây cũng phải nói thêm rằng, hai vị trí mà Liên minh Chính phủ Campuchia Dân Chủ chiếm là Sở Chỉ huy Sư đoàn 196 ở Balin và Lữ đoàn 95 ở Bang Ronin. Đây đều là những cứ điểm được quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng trong thời gian còn đóng quân và từng truy quét quân Khmer Đỏ tại vùng biên giới gần Thái Lan. Chúng đều là những công trình rất vững chãi, dễ thủ, khó công, được quân đội Việt Nam sử dụng hiệu quả. Đến năm 1988, Việt Nam đã chuyển giao những cứ điểm này cho quân cách mạng Campuchia. Tuy nhiên, do tinh thần quân cách mạng Campuchia chưa tốt, gặp một lực lượng đông hơn, chưa đánh, đã hoảng nên đã bị quân Khmer Đỏ dễ dàng chiếm được. Chính vì vậy, để chiếm lại các cứ điểm này, với một lực lượng đông đảo là một nhiệm vụ khó khăn. Sau khi lực lượng của Việt Nam đóng quân tại khu vực Vườn Nhãn và cua chữ V thì quân Khmer Đỏ đã tiến hành quấy phá bằng pháo binh, pháo kích liên tục. Cho tới khi này, chúng chỉ nghĩ đây là những đơn vị tăng viện mà không biết đó là quân đội Việt Nam chính hiệu. Hỏa lực của Khmer Đỏ ở đây rất mạnh vì cho tới khi này, chúng vẫn nhận được sự chi viện từ Trung Quốc và Hoa Kỳ qua ngã lãnh thổ Thái Lan. Chúng bắn phá từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Mật độ của hỏa lực khoảng 1.000 đến 1.500 quả đạn mỗi ngày. Có những ngày cao điểm lên tới hơn 2.000 quả. Đó mới chỉ là các đơn vị vòng trong và sở chỉ huy. Ngoài pháo kích, chúng còn chia lẻ thành các tiểu đội, trung đội, đánh du kích, tập kích vào các đơn vị vòng ngoài. May mắn là trình độ tác chiến bằng pháo binh của chúng không tốt và phản du kích đã là sở trường của quân đội Việt Nam. Cho nên quân Việt Nam đã không gặp nhiều thiệt hại trong giai đoạn này. Tất cả để chuẩn bị cho một đòn trời giáng quét sạch chúng ra khỏi đây. Sau khi củng cố địa hình, các sách lược của Việt Nam kết hợp với các đơn vị còn lại của Sư đoàn 4 Campuchia do đồng chí Nguyễn Minh làm chuyên gia sư trưởng bung ra truy quét đối phương. Nhiệm vụ chính của các đơn vị đặc biệt là đập tan các đơn vị đu bám, lấn chiếm, đánh chiếm và khôi phục lại các vị trí đã mất trên hướng cua chữ V và các vị trí quan trọng trên đường 10 đường 10B để lập lại thế trận phòng thủ vững chắc từ vòng ngoài tiến tới khôi phục thế trận trước tháng 11 năm 1989. Đòn trời giáng. Ngay sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, vào ngày 4 tháng 11 năm 1989, Liên quân Việt Nam và quân cách mạng Campuchia bắt đầu nổ súng phản công chiếm lại các vị trí đã mất. Do quân Khmer Đỏ không hề biết mình đang đối đầu với quân chính quy Việt Nam, họ đã tiến hành phản xung phong. Thế nhưng ngay từ những cuộc đụng độ đầu tiên, chúng đã cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Đây không phải là quân đội Campuchia vốn có tinh thần chiến đấu kém mà chúng từng đụng độ cách đây một tháng, mà thay vào đó là các đơn vị đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu. Đánh đòn nào là thấm đòn đấy. Quân Khmer Đỏ đã dần nhận ra chúng đang thực sự đối đầu với ai. Từ chỗ phản xung phong bắt đầu lách vế dần và trở về co cụm. Lực lượng tiến công của Việt Nam khi đó có một trung đoàn bộ binh được 4 chiếc xe tăng yểm trợ xung phong đánh chiếm mục tiêu. Khi còn cách mục tiêu khoảng 500 mét, chúng dùng DKZ bắn cháy một chiếc xe tăng. Nhưng đây không phải là quân đội non nớt gặp địch là sợ. Quân Việt Nam chia quân làm 4 mũi, đánh liên tục vào các cứ điểm quân Khmer Đỏ, chọc thủng được các chốt phòng ngự cơ bản của đối phương. Như đã nói ở trên, các cứ điểm này thực chất là do Việt Nam xây dựng và bàn giao cho quân cách mạng Campuchia, nhưng đã bị Khmer Đỏ chiếm mất. Từ khu vực này là được sự tiếp sức của các thế lực bên ngoài. Chúng đã tuồn được vô số vũ khí vào đây nhằm làm bàn đạp chiếm toàn bộ tỉnh Pattabang. Quân đội nhân dân Việt Nam đã bắt đầu tỏa ra, kiểm soát lại các vị trí đã mất. Sát cánh cùng với quân đội Việt Nam còn có Lữ đoàn 95 và Sư đoàn 4 của Campuchia yểm trợ. Chiến lược khi đó là Việt Nam đánh Campuchia giữ, cứ thế mà kiểm soát lại các khu vực đã mất. Ngay sau khi các đơn vị phía sau đã tiến hành phản công và bung ra truy quét toàn bộ khu vực cua chữ V, Sư đoàn 4 Campuchia đã đưa một trung đoàn đi xu hướng Palin phối hợp cùng với quân Việt Nam. Trước sức tấn công mãnh liệt của Liên quân Việt Cam, vùng biên giới phía Tây Campuchia lần lượt được kiểm soát, đánh chiếm tới đâu Việt Nam lại bàn giao tới đó, cùng nhau lên kế hoạch phòng ngự, giữ vững thế trận. Tháng 2 năm 1990, quân khu 9 tiếp tục điều trung đoàn 3 thuộc Sư đoàn 330 sang Campuchia tăng cường lực lượng. Bên cạnh lực lượng chiến đấu, các quân khu 5, quân khu 7 và quân khu 9 cũng tổ chức các đoàn chuyên gia, chuyên viên kỹ thuật sang hỗ trợ Campuchia, tổ chức chỉ huy điều hành chiến đấu, bảo trì bảo dưỡng vũ khí.
Sau khi khôi phục lại các tuyến đường 10, đường 10B, cua chữ V cùng nhiều vị trí trọng yếu trong tuyến phòng ngự biên giới, các đơn vị thuộc Sư đoàn 330, Trung đoàn 9, Sư đoàn 339 cùng các đơn vị quân đội Campuchia đã tiến hành tấn công căn cứ tiền phương Khmer Đỏ ở Palin. Tại đây, đối phương có hai tiểu đoàn phòng ngự. Trực tiếp tấn công là Trung đoàn 3 Sư đoàn 330 được hỏa lực của Campuchia chi viện. Trung đoàn 3 đã tung đòn hiểm, cho hai tiểu đoàn luồn sâu vào những đội hình quân Khmer Đỏ, chốt chặn, không cho chúng chạy trốn vào biên giới Thái Lan. Tiểu đoàn chủ công do đồng chí Đỗ Minh Tâm làm trung đoàn trưởng chỉ huy đi từ hướng vượt nhãn đường 10, đánh vào tiêu diệt hoàn toàn hai tiểu đoàn phòng ngự, thu được trên 5 tấn đạn lương thực, thực phẩm rất nhiều. Đáng chú ý, đồ này toàn là đồ Thái Lan. Sau chiến thắng vang dội này, Việt Nam tiếp tục bung đội hình, truy quét rộng, ổn định tình hình địa bàn để trao lại cho chính quyền Campuchia. Chiến dịch tới đây về cơ bản đã thành công. Tuy nhiên, về lâu dài, khi quân Việt Nam không còn ở lại nữa, cũng cần phải huấn luyện và nâng cao tinh thần kỷ luật cho quân Campuchia, tránh điều tương tự xảy ra trong tương lai. Kể từ năm 1991 trở đi, Việt Nam chỉ ở tuyến sau hỗ trợ và gửi chuyên gia, còn việc chiến đấu hoàn toàn do quân cách mạng Campuchia thực hiện. Qua chiến dịch này của quân đội nhân dân Việt Nam, thấy rõ được âm mưu đưa Khmer Đỏ trở lại Campuchia của các nước lớn. Nếu không có sự chi viện khổng lồ của Trung Quốc và Hoa Kỳ thì Khmer Đỏ sẽ không có sức mà phản công. Điều này còn được thể hiện rõ hơn trong những năm 1992 và 1993. Năm 1992, lực lượng Liên Hợp Quốc đã tới Campuchia. Khmer Đỏ lại được chào đón quay trở lại Phnom Penh bởi viên chức của Liên Hợp Quốc dưới danh nghĩa là một thành phần trong cuộc chiến. Hệ quả của việc nhúng tay vào Campuchia của Liên Hợp Quốc và việc tách ra không chính thức, ít nhất 1/4 Campuchia trao cho Khmer Đỏ theo bản đồ quân sự của Liên Hợp Quốc. Cùng với sự tiếp tục của một cuộc nội chiến âm ỉ và cuộc bầu cử của một chính phủ bị chia rẽ, hết thuốc chữa giữa hai vị thủ tướng là Hun Sen và Nerjo Jomnararis, họ dự định sẽ mở một cuộc tổng tuyển cử, trong đó các vị trí trong quốc hội sẽ có cả những thành viên của Khmer Đỏ. Vậy nhưng điều này đã không thành công, khi người dân không ủng hộ và bản thân các lãnh đạo của Khmer Đỏ khi đó cũng từ chối tranh cử. Năm 1994, cuộc chiến giữa chính phủ mới và Khmer Đỏ lại tiếp tục gây nên cái chết của hàng chục ngàn binh lính và dân thường. Thậm chí ông Hun Sen đã bị ám sát hụt vào năm 1996 bởi hai kẻ bắn tỉa nhắm vào xe của ông tại thành phố Kadan. Các cuộc đàm phán bí mật của Nararis với Khmer Đỏ nhằm mục đích gây dựng liên minh mới được xem như là một sự khơi mào cho chiến tranh. Hun Sen đã quyết định ra tay để loại bỏ nguy cơ Khmer Đỏ quay trở lại. Từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 6 tháng 7 năm 1997, đã xảy ra cuộc xung đột ngay tại thủ đô Phnom Penh với sự hỗ trợ của các cố vấn quân sự Việt Nam. CPP đã dùng lực lượng quân sự đập tan nhóm đối lập. Và đến đây, Campuchia về cơ bản đã ổn định về chính trị và quân sự. Tới ngày 29 tháng 12 năm 1998, các thủ lĩnh Khmer Đỏ còn lại đã xin lỗi vì cuộc diệt chủng trong những năm 1970. Tới năm 1999, hầu hết lực lượng Khmer Đỏ còn lại đều đã hạ vũ khí đầu hàng hoặc là bị bắt. Tới tháng 12 năm 1999, Tam Mốc và những thủ lĩnh còn lại cũng đã đầu hàng. Khmer Đỏ trên thực tế đã chấm dứt sự tồn tại từ đây, khép lại một chương đen tối trong lịch sử Campuchia thế kỷ 20, đồng thời thắt chặt quan hệ Việt Nam và Campuchia. Dẫu cho tình hình Campuchia hiện nay vẫn còn khá phức tạp, khi chính phủ của họ có quan hệ hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc, gây khó khăn cho Việt Nam về vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên, khách quan mà nói thì đảng của Hun Sen vẫn là bên có thiện cảm với Việt Nam nhất so với các đảng đối lập khác. Ông ta cũng là người hiểu rõ ai đã cứu ông ta và thấy rõ sức mạnh quân đội Việt Nam là như thế nào để biết rằng không nên chạm tới giới hạn. Quý vị thân mến, nếu hỏi đâu là khu vực nóng nhất về chính trị quân sự trên thế giới, hẳn nhiều người trong số chúng ta sẽ nghĩ ngay đến Đông Âu, nơi đang diễn ra cuộc chiến tranh khốc liệt giữa Nga và Ukraine. Mọi diễn biến dù là nhỏ nhất của cuộc chiến này luôn được cập nhật liên tục trên các trang mạng xã hội quốc tế và tại cả Việt Nam. Tuy nhiên, đừng quá mải mê theo dõi chiến sự mà lơ là đi chuyện nhà mình. Ngay tại Việt Nam chúng ta vào năm 2023 này cũng đang có một vấn đề cần phải hết sức thận trọng. Không phải là Biển Đông, vì nó đã quá quen thuộc
mà là một vấn đề khác nằm ở phía tây nam của đất nước chúng ta, đó là Campuchia. Theo quan điểm của nhiều người lớn tuổi, việc Campuchia càng ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc đang là mối nguy hại tiềm tàng đến an ninh của Việt Nam. Và Việt Nam cần phải hết sức cảnh giác để tránh rơi vào tình thế lưỡng đầu thọ địch như giai đoạn chống Pol Pot, Khmer Đỏ và quân bành trướng Bắc Kinh. Có lẽ vấn đề Campuchia ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc đã không nóng đến như thế nếu như những động thái của quốc gia này tại SEA Games 32 năm nay khiến cho cả Đông Nam Á phải sửng sốt. Cụ thể, ngay trước thềm khai mạc đại hội thể thao lớn nhất khu vực, Campuchia đã tuyên bố sẽ không thu bất cứ một đồng nào liên quan đến phí ăn ở và đi lại của các đoàn dự SEA Games 32. Vì thế nên anh em cứ chơi tẻ đi, tiền bạc để chúng tôi lo. Nghe cứ như là Liên Xô của thế kỷ trước vậy. Điều làm ngạc nhiên ở đây chính là việc chỉ mới vài tháng trước, Thủ tướng Campuchia Hun Sen còn phải lên báo kể khổ rằng chính phủ Campuchia đang cố gắng tiết kiệm tiền. Nếu muốn tổ chức SEA Games, chúng tôi phải chi hàng triệu đô la để xây dựng địa điểm thi đấu và ăn ở cho vận động viên. Chúng tôi thà dùng ngân sách đó để xây đường xá, cầu cống cho nhân dân còn hơn. Vậy nên thông báo về việc bao trọn gói cho các đoàn tham dự đã gây sốc với toàn bộ các nước Đông Nam Á. Campuchia trở thành chủ nhà đầu tiên trong lịch sử SEA Games không thu những khoản phí trên, dù họ nằm trong nhóm quốc gia có GDP thấp ở khu vực, chỉ hơn Lào, Timor-Leste và Brunei. Chi phí lớn nhất để tổ chức một đại hội thể thao quy mô thường là xây dựng cơ sở vật chất. Theo Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, tháng 1 năm 2023, họ có thể tốn 200 triệu đô la Mỹ ngân sách để tổ chức SEA Games 32. Trong đó, chi phí xây dựng khu liên hợp thể thao quốc gia Morodok Techo ở Phnom Penh tốn 160 triệu đô la Mỹ. Sau khi khánh thành, sân Morodok Techo sẽ lớn thứ hai ở khu vực Đông Nam Á, chỉ sau sân Bukit Jalil của Malaysia khoảng 110.000 chỗ và gần gấp đôi sân Mỹ Đình Việt Nam. Theo Ngân hàng Thế giới, GDP của Campuchia năm 2021 tính theo phương pháp thông thường là 27 tỷ đô la Mỹ, trong khi chi phí tổ chức SEA Games 32 với họ tương đương với 0,74% GDP. Tỷ lệ này của Campuchia cao hơn 53 lần so với Việt Nam khi tổ chức SEA Games 31, 51 triệu đô la Mỹ ngân sách nhà nước, chưa kể các khoản chi của địa phương, tương đương với 0,014% GDP năm 2021, khoảng 366 tỷ đô la Mỹ. Vì Việt Nam không tốn nhiều tiền để xây mới những địa điểm thi đấu. Vậy câu hỏi lớn nhất ở đây mà bất cứ ai cũng phải thắc mắc, đó chính là vậy tiền ở đâu ra mà Campuchia lại chịu chơi đến như vậy? Và khi biết câu trả lời, ai nấy cũng đều ngạc nhiên và bắt đầu tỏ vẻ nghi ngờ. Theo Channel New Asian, Trung Quốc chính là nơi đã đài thọ gần như toàn bộ chi phí tổ chức SEA Games cho Campuchia. Cụ thể, Bắc Kinh đã trả toàn bộ chi phí là 160 triệu đô la Mỹ xây khu liên hợp Morodok Techo như một kế hoạch mở rộng đầu tư và quyền lực mềm ở Đông Nam Á. Trước đó, Trung Quốc cũng đã cho Campuchia vay hàng tỷ đô la Mỹ để họ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Bắt đầu, Campuchia dự kiến thu 50 đô la mỗi người mỗi ngày với các chi phí ăn ở và đi lại của các đoàn dự đại hội. Dự kiến có 9.000 người đến từ các đoàn dự SEA Games 32, tức là Campuchia chấp nhận không thu khoảng 4,5 triệu đô la Mỹ phí ăn ở và đi lại. Nếu coi trung bình mỗi vận động viên lưu trú 10 ngày, khoản tiền này là không nhỏ, dù chỉ chiếm 2,25% tổng chi phí của họ cho đại hội. Trong thông cáo hồi đầu tuần, Thủ tướng Campuchia Hun Sen lý giải, chúng tôi không cần đến tiền từ việc bán vé hay bất kỳ quảng cáo nào tại Campuchia. Nhu cầu của chúng tôi lúc này không phải là tiền thu lại từ các quốc gia, mà chính là nhu cầu để thế giới biết đến Campuchia. Tuy nhiên, ông Hun Sen khỏi phải nói thì nhiều người có đầu óc về chính trị cũng dễ dàng hiểu được rằng tiền này đâu phải của Campuchia, mà phải tiếc, bởi đã có đại gia Trung Quốc lo liệu tất tần tật rồi cơ mà. 200 triệu đô nghe có vẻ lớn, nhưng đối với Trung Quốc thì chỉ như muối bỏ bể. Sân vận động quốc gia Morodok Techo có sức chứa hơn 60.000 chỗ ngồi, lớn hơn Mỹ Đình. Công trình được xây dựng bởi Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng Nhà nước Trung Quốc, CSCEC, với sự viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc. Số tiền được chi ra để xây sân vận động là 150 triệu đô la Mỹ. Sân được khởi công vào năm 2013, hoàn thành sau 8 năm xây dựng. Công trình được xây dựng theo hình dạng một chiếc thuyền buồm với hai cấu trúc cao 99 mét.
Sân Morodok là công trình trọng điểm trong việc tổ chức SEA Games 32 của Campuchia. Đây là khoản tài trợ lớn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc dành cho Campuchia cho một dự án cơ sở hạ tầng tính đến năm 2021. Bên cạnh việc nhận miễn phí một số sân vận động quy mô quốc tế, Campuchia cũng được Trung Quốc ưu ái đưa hàng trăm vận động viên sang nước này để tập huấn nhằm gặt hái được nhiều huy chương vàng SEA Games nhất có thể. Theo báo chí Campuchia, thì có ít nhất là 160 vận động viên của Campuchia sang Trung Quốc tập huấn dài hạn. 160 vận động viên này nằm trong 12 môn chủ đạo gồm bơi lội, bóng rổ, ủ xô, cử tạ, bóng chuyền, bóng đá nữ, cầu lông, vật, judo, bóng bàn, điền kinh, thể dục dụng cụ. Còn theo Tân Hoa Xã, thì ngoài việc Trung Quốc giúp Campuchia tập huấn nhiều môn thể thao, họ còn hỗ trợ về công tác tổ chức và kỹ thuật khi ở Campuchia chính thức diễn ra SEA Games 32. Phía Trung Quốc còn cho biết, do 3 năm qua, dịch COVID-19 ảnh hưởng đến toàn cầu, nên việc đưa các vận động viên Campuchia sang Trung Quốc tập huấn bị chậm so với kế hoạch. Nhưng Trung Quốc sẽ có cách để giúp nâng vận động viên cho Campuchia một cách tốt nhất. Nghe đến đây thì không biết là quý vị có lấy làm lạ không? Bởi thế quái nào mà Trung Quốc lại tốt bụng đến vậy? Nghe có gì đó cứ sai sai ở đây. Trước giờ thì toàn chỉ nghe như là thâm như tàu, gian như tàu, mà sao nay họ lại hào phóng đến như vậy? Tuy nhiên, nếu chăm chỉ xem thời sự một chút, quý vị sẽ hiểu được ngay là Campuchia đang ngày càng trở thành chư hầu của Trung Quốc như thế nào. Hồi đầu năm nay, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã có chuyến thăm 3 ngày đến Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 9 tháng 2, sau chuyến thăm của quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Ông Hun Sen khẳng định, chuyến thăm này được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp xếp để đánh dấu 3 năm diễn ra chuyến thăm gần đây nhất của ông đến Trung Quốc. Nhật báo Campuchia Jamay Kabuche đưa tin, tháng 2 năm 2020, ông Hun Sen trở thành lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Trung Quốc kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng lên ở thành phố Vũ Hán, nhằm gửi thông điệp về tình đoàn kết giữa nhân dân Campuchia và nhân dân Trung Quốc. Khi đó, ông Tập nói rằng, người bạn lúc cần là người bạn thật sự, nhằm ám chỉ đối với Campuchia, Trung Quốc chính là người bạn tuyệt vời nhất. Hãng thông tấn Xinhua dẫn lời nhà lãnh đạo Campuchia khẳng định quan hệ giữa hai nước đang rất vững chắc. Theo báo chí Campuchia, ông Hun Sen khi sang thăm Trung Quốc cũng thảo luận về một số dự án phát triển với Trung Quốc trong chuyến thăm tới, trong đó có dự án đường sắt cao tốc đầu tiên của Campuchia. Campuchia sẽ nâng cấp 2 tuyến đường sắt thành dịch vụ cao tốc để kết nối thủ đô Phnom Penh với thành phố Sihanoukville ở miền Tây Nam và với biên giới Thái Lan. Tại cuộc gặp đó, Trung Quốc cho biết đã thông qua kế hoạch đầu tư vào một số dự án hạ tầng lớn của Campuchia, trong đó có dự án đường cao tốc 1,6 tỷ đô la Mỹ từ Phnom Penh đến biên giới với Việt Nam. Ông Vanaris Chiang, một nhà nghiên cứu tại Viện Tầm nhìn Châu Á ở Phnom Penh cho biết, chuyến đi của ông Hun Sen sẽ mang lại nhiều thỏa thuận song phương, nhất là trong lĩnh vực hạ tầng. Campuchia là đối tác tin cậy nhất của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Ông Chiang nói, chuyến thăm sẽ mở ra một chương trình mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Campuchia-Trung Quốc và đánh dấu 3 năm diễn ra chuyến thăm của Thủ tướng Hun Sen đến Trung Quốc để thể hiện sự ủng hộ chính trị và tin tưởng vào cách Trung Quốc xử lý đại dịch COVID-19. Ông Chiang khẳng định, Campuchia cũng đang chuẩn bị đón một làn sóng du khách và doanh nhân từ Trung Quốc sau khi Trung Quốc mở cửa biên giới trở lại. Xinhua dẫn lời Bộ trưởng Du lịch Campuchia Chong Khon cho biết, Campuchia dự kiến sẽ đón ít nhất là 1 triệu du khách Trung Quốc trong năm 2023, tăng mạnh so với 110.000 người trong năm ngoái. Mới ngày nào đó thôi, Trung Quốc còn là kẻ xúi dục, giật dây và dung dưỡng cho Khmer Đỏ diệt chủng hàng triệu người dân Campuchia. Ấy vậy mà giờ đây, mối quan hệ của hai nước đã tốt đẹp lớn như thể yêu nhau đã lâu. Giờ đây sang Campuchia mà xem, ai ai cũng nói tốt về Trung Quốc. Cứ như thể họ mới chính là người đã giải phóng Campuchia, chứ không phải là Việt Nam chúng ta vậy. Những đồng tiền với lời ngon ngọt của Trung Quốc đang dần ra nuốt chửng Campuchia, và đó cũng là mối nguy đối với Việt Nam chúng ta. Hồi năm ngoái, quân đội Trung Quốc và Campuchia đã gây sốc cho toàn bộ Đông Nam Á khi cùng nhau ký một biên bản ghi nhớ, khi Bắc Kinh đang nỗ lực làm sâu sắc hợp tác an ninh với khu vực để cạnh tranh với Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho biết, Trung Quốc và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi và là những người bạn thủy chung son sắt trong những năm gần đây. Hợp tác thực chất giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, bao gồm trao đổi chiến lược, huấn luyện chung,
trao đổi và đào tạo quân sự, tiếp tục đi vào chiều sâu. Thỏa thuận được ký giữa tướng Liu Zhenli, tư lệnh bộ thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và tướng Hun Manet, phó tổng tư lệnh quân đội Hoàng gia Campuchia. Ông Hun Manet là con trai của thủ tướng Campuchia Hun Sen và đã được đảng cầm quyền ủng hộ để trở thành nhà lãnh đạo kế nhiệm trong tương lai. Quan hệ giữa Mỹ và Campuchia trở nên căng thẳng sau khi có những báo cáo vào năm 2019 nói rằng Bắc Kinh đã ký một thỏa thuận bí mật với Campuchia để các lực lượng vũ trang Trung Quốc được sử dụng một phần quân cảng Giam trên vịnh Thái Lan. Dù hai nước phủ nhận thông tin này, chính quyền Biden đã có những biện pháp trừng phạt lên những công ty và cá nhân liên quan, trong đó có hai quan chức quốc phòng cấp cao của Campuchia. Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ quyết định cấm vận vũ khí đối với Campuchia, khi Washington cho rằng quan hệ quân sự giữa Campuchia với Trung Quốc làm suy yếu và đe dọa an ninh khu vực. Những lo ngại của Mỹ là có cơ sở, khi mà tới năm 2022, thì Trung Quốc và Campuchia không còn e sợ điều gì nữa mà công khai cho cả thế giới biết về sự hiện diện của Bắc Kinh tại Đông Nam Á. Cụ thể, vào hồi tháng 6 năm ngoái, Đại tướng Thi Banh, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia cùng Đại sứ Trung Quốc Vương Văn Thiên đã tham gia lễ đồng thổ dự án hiện đại hóa quân cảng Giam. Trung Quốc và Campuchia đã trở thành những người anh em son sắt. Đại sứ Vương nói tại buổi lễ, quân cảng Giam dự kiến có một ủ nồi để sửa chữa tàu, cầu cảng mở rộng, bệnh viện, nhà xưởng và một tòa nhà tiếp khách. Dự án nâng cấp cơ sở được thực hiện bởi Tập đoàn Luyện Kim Trung Quốc, MCC. Công ty quốc doanh này đã ký thỏa thuận hợp tác với Campuchia vào năm 2016. Quân cảng Giam nằm ở tỉnh Sihanouk Vile, bên bờ vịnh Thái Lan nhìn ra Biển Đông. Nhiều năm qua, hàng loạt đồn đoán đã lan truyền về cơ sở này, trong đó có thông tin được tờ Washington Post của Mỹ công bố vào ngày 6 tháng 6 cho rằng Trung Quốc sẽ được độc quyền sử dụng một phần quân cảng. Truyền thông Mỹ cho rằng thỏa thuận như vậy sẽ giúp Bắc Kinh tăng cường khả năng tiếp cận Biển Đông, đồng thời đánh dấu bước mở rộng ảnh hưởng quân sự và kinh tế đáng kể của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Campuchia bác bỏ mọi cáo buộc, nhấn mạnh Trung Quốc sẽ không được sử dụng độc quyền cảng Giam. Xin đừng quá lo lắng, cảng này quá nhỏ và thậm chí sau khi nâng cấp, nó không thể trở thành cơ sở có thể đe dọa bất cứ quốc gia nào, Đại tướng Thi Banh nói tại lễ đồng thổ. Các nhà phân tích cho rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá hết bản chất của thỏa thuận nâng cấp quân cảng Giam giữa Bắc Kinh và Phnom Penh. Chúng ta biết rằng Trung Quốc luôn muốn mở rộng sức mạnh ra xa đất liền của mình, và để làm được điều đó, họ cần thiết lập một mạng lưới hậu cần phục vụ các tàu hải quân. Tiến sĩ Matthew Fonale từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nhận xét. Trung Quốc mở căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài, tại Djibouti, ven bờ Biển Đỏ, năm 2017. Tuy nhiên, cơ sở này được cho là quá nhỏ so với mạng lưới căn cứ Mỹ thiết lập tại các nước đồng minh trên thế giới, cũng như ở châu Á-Thái Bình Dương. Silesi, chuyên gia quân sự tại Đài Loan nhận định, Bắc Kinh đã dành nhiều năm nỗ lực tăng cường ảnh hưởng và hiện diện quân sự ở nước ngoài. Xi cho rằng, tham vọng của Bắc Kinh là thiết lập một chuỗi ngọc trai từ Thái Bình Dương tới Ấn Độ Dương, gồm các cơ sở ven biển có thể cho phép tàu sân bay, tàu ngầm Trung Quốc cập cảng để tiếp tế trong các hoạt động xa bờ. Theo chuyên gia này, quân cảng Giam có thể là điểm dừng chân đầu tiên của tàu hải quân Trung Quốc sau khi ra khỏi Biển Đông. Những tàu này sau đó có thể ghé cảng Bangladesh rồi Sri Lanka. Ông nói, tiếp đến họ có thể tới Vịnh Ba Tư và Bắc Phi rồi đi tiếp tới Djibouti. Năm 2021, một báo cáo của chính phủ Mỹ về các động thái phát triển quân sự liên quan đến Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh đang theo đuổi những cơ sở quân sự bổ sung nhằm hỗ trợ sức mạnh hải quân, không quân, mặt đất, không gian mạng và cả vũ trụ. Việc Campuchia đồng ý để Trung Quốc tham gia vào dự án cải tạo quân cảng Giam là một hệ quả sau một chuỗi những món mồi ngon mà Trung Quốc dùng để dụ dỗ Phnom Penh. Trung Quốc trước đó đã bơm hàng tỷ đô la Mỹ vào Campuchia thông qua các dự án hỗ trợ phát triển, các khoản vay cùng những giao dịch kinh doanh khác. Theo Chu Thần Minh, nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ và Khoa học Quân sự John Wang ở Bắc Kinh, thì phân trần với cả thế giới rằng dự án xuất phát từ nhu cầu đối phó cướp biển và nâng cao năng lực hải quân của Campuchia. Nước mong muốn được Trung Quốc chuyển giao tàu tuần tra và khinh hạm. Chu Thần Minh nói rằng việc nâng cấp cảng là cần thiết để những tàu này có thể neo đậu mà thôi. Trung Quốc sẽ không đóng hải quân ở Đông Nam Á
để uy hiếp các bạn Việt Nam hay Malaysia, Thái Lan đâu. Cứ yên tâm nhé. Giao Tông, chuyên gia cấp cao tại Quỹ Carnegie và Hòa bình Quốc tế, đánh giá việc mở rộng hiện diện ở nước ngoài là con đường tất yếu với tham vọng trở thành siêu cường, sánh ngang với Mỹ của Trung Quốc. Trong quá trình này, Bắc Kinh sẽ tìm cách tránh những hành động khoa trương để không gây hoài nghi trong dư luận quốc tế. Các chuyên gia Trung Quốc dường như tin rằng khi Bắc Kinh dần dần mở rộng ảnh hưởng quân sự từ khu vực lân cận đến những nơi xa hơn, cộng đồng quốc tế sẽ quen với việc hiện diện ngày càng lớn của họ và dần có quan điểm tích cực hơn. Giao Tông nói, đây là cách những thay đổi trong cán cân quyền lực quốc tế diễn ra và được bình thường hóa. Không chỉ liên kết với quân sự, Trung Quốc có vẻ như cũng muốn vươn vào bạch tuộc vào mảng chính trị của Campuchia. Còn nhớ hồi năm 2018, Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đã tiếp quốc vương Norodom Sihamoni và hoàng thái hậu Norodom Moninne Sihanouk của Campuchia tại Điếu Ngư Đài. Tập hoan hỷ nói về sự đơm hoa kết trái ngày càng rực rỡ kể từ khi quan hệ hai nước hình thành cách đây 60 năm. Quan hệ này không chỉ dựa trên kinh tế, nó đã biến thành đồng minh chính trị, mà trong đó Campuchia ngày càng giống như một chư hầu, trung thành và ngoan ngoãn. Theo lời của một vài nhà quan sát quốc tế, không khí như một lễ hội náo nhiệt, hơn 500.000 đảng viên trung thành mặc áo trắng, vẫy cờ xanh đang tề tựu tại thủ đô Phnom Penh. Thành thế đảng nhân dân Campuchia của Hun Sen như rồng trầu hổ phục, trong khi đảng đối lập cứu nguy dân tộc Campuchia đã bị tối cao pháp viện giải tán và thủ lĩnh Kem Sokha bị nhốt tù. Người nổi bật nhất chiến dịch tranh cử vào tháng 7 năm 2018 là Hun Sen, một thủ tướng trị vì lâu nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương, 33 năm tính đến nay. 7 giờ 15 sáng, Hun Sen xuất hiện. Ông bắt đầu phát biểu. Bài diễn văn soạn sẵn được đọc suốt 70 phút, trừ một chút gián đoạn bởi cơn mưa bất chợt. Trong số khách mời danh dự có Hùng Ba, đại sứ Trung Quốc tại Campuchia. Không có đại sứ nước nào khác hiện diện, kể cả đại sứ Hoa Kỳ William Hay. Sự có mặt của Hùng Ba là đáng chú ý, vì trước đó Bắc Kinh luôn nhấn mạnh yếu tố trung lập của cuộc bầu cử và liên tục cảnh báo sự can thiệp của nước ngoài. Bắc Kinh đã trung lập và đứng bên ngoài bằng việc hỗ trợ đến 20 triệu đô la Mỹ trang thiết bị cho cuộc bầu cử, từ phòng phiếu, máy tính bảng và laptop. Kết quả Hun Sen giành trọn 125 ghế quốc hội. Một trong những việc đầu tiên Hun Sen làm sau ngày chiến thắng là gửi thư cảm ơn Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường. Sự có mặt của Hùng Ba trong chiến dịch bầu cử đã nói lên mức độ hiện diện sâu của Trung Quốc tại Campuchia. Đây là một bước đi táo bạo đối với Trung Quốc. Nhận xét về Chang'an Vanaris thuộc Viện Nghiên cứu ISASA, Joseph Isaac. Trong quá khứ, Trung Quốc luôn giữ thái độ kín kẽ trong các cuộc bầu cử lẫn sinh hoạt chính trị địa phương của Campuchia. Lần này Trung Quốc rất công khai và tự tin. Trung Quốc đã qua mặt Mỹ để trở thành đối tác thương mại lớn nhất từ năm 2014. Điều mỉa mai ở chỗ, hồi thập niên năm 1980, Campuchia đã nhận viện trợ Việt Nam và Liên Xô để đánh lực lượng Khmer Đỏ, được Bắc Kinh chống lưng. Nhật Bản là nước đóng góp nhiều nhất trong chiến dịch cứu trợ 2 tỷ đô la Mỹ do Liên Hợp Quốc phát động vào năm 1993, giúp Campuchia ổn định hòa bình và xây dựng dân chủ. Tuy nhiên, Mỹ, Nhật Bản và cả người anh lớn Việt Nam đều đang bị đẩy ra rìa. Trong diễn văn ngày 2 tháng 7 năm 2018, Hun Sen nói rằng Trung Quốc giờ là nhà đầu tư lớn nhất tại nước mình. Năm 2017, Trung Quốc đã bơm 1,644 tỷ đô la Mỹ vào Campuchia, so với 600 triệu vào năm 2012. Chỉ riêng hợp đồng xây dựng hạ tầng mà Trung Quốc ký tính đến cuối năm 2017 đã lên đến 17,54 tỷ đô la Mỹ. Tại một đất nước mà GDP chỉ nhỉnh hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Vì Phnom Penh xinh đẹp, chúng tôi trân trọng mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là hàng chữ trên băng rôn của công ty bất động sản Guazhao RF Properties, treo trước một khu đất đang xây dựng trị giá đến hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Công ty này đang biến một đầm lầy 7 hecta thành khu dân cư, giáp một xa lộ 4 làn được đặt tên là Hun Sen. Bộ Du lịch Campuchia cho biết, hơn 1,2 triệu lượt khách Trung Quốc đã đến đất nước Campuchia xinh đẹp năm 2017, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Sihanouk Vile đã cấp 4.498 giấy phép làm việc cho người Trung Quốc. Năm 2017, số du khách Trung Quốc đến Sihanouk Vile
đã lên đến gần 160.000 lượt, trong khi dân số thành phố này chỉ là 157.000. Campuchia đang mắc vào bẫy nợ Bắc Kinh. Trung Quốc chiếm gần 44% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Campuchia từ năm 1994 đến năm 2014. Khoảng 70% cầu đường Campuchia đều được thực hiện với kinh phí từ nguồn vốn vay 2 tỷ đô la Mỹ của Trung Quốc. Theo một nghiên cứu, Campuchia hiện nợ Trung Quốc hơn 4 tỷ đô la Mỹ, chiếm 2/5 nợ quốc gia nước này. Viết trên Foreign Affairs, ngày 17 tháng 8 năm 2018, giáo sư Sackler Eden cho biết, chính phủ Campuchia đã bí mật nhượng hơn 20% bờ biển cho công ty Trung Quốc để xây dựng dự án Darasako. Darasako là siêu dự án đầu tư khổng lồ 3,8 tỷ đô la Mỹ của Trung Quốc tại tỉnh Kokong, thuộc Campuchia. Không giống với bất kỳ dự án nào ở Đông Nam Á, khu đất hơn 45.000 hectare này bị kiểm soát bởi một công ty Trung Quốc theo hợp đồng cho thuê 99 năm. Họ lên kế hoạch xây dựng sân bay quốc tế, cảng nước sâu, khu nghỉ mát, nhà máy điện, nhà máy xử lý nước, bệnh viện. Nói tóm lại là một khối lượng hạ tầng quá lớn so với tiềm năng của vùng đất này. Quy mô của Darasako khiến Mỹ lo ngại khu nghỉ mát này là một phần trong kế hoạch thiết lập căn cứ hải quân của Bắc Kinh ở Campuchia. Khi hợp đồng thuế đất được trao cho công ty Trung Quốc Tianjin Union Development Group, mà các thông tin cho rằng được nhiều lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc ủng hộ, hồi năm 2008, Darasako được quảng cáo là sẽ trở thành một trung tâm du lịch mới của Campuchia. Tuy nhiên, các chiến lược gia quân sự Mỹ và quốc tế nhìn thấy vài cảnh báo đỏ. Dự án sân bay mới ở Darasako dự kiến có công suất 10 triệu khách một năm, gấp đôi sân bay Phnom Penh và hơn 40 lần lượt khách do sân bay Sihanouk Vile tiếp nhận năm 2017. Mà đây lại là nơi có vô số khách sạn và sòng bạc. Tỉnh Kokong chỉ có khoảng 150.000 khách quốc tế năm ngoái. Vậy sân bay quy mô như vậy để làm gì? Trừ khi anh đã có sẵn quy mô du lịch cần thiết, bình thường thì không ai lại đi xây thêm sân bay khi ở gần đó đã có một cái. Cảng nước sâu cũng không hợp lý về phương diện du lịch. Nó có thể biến thành căn cứ hải quân chỉ trong một đêm. Đại tá Vinayak Bhat, cựu chuyên gia phân tích ảnh vệ tinh của quân đội Ấn Độ, nhận xét với Bloomberg. Hiện diện hải quân ở đây sẽ mở rộng dấu chân chiến trường của Trung Quốc ở Đông Nam Á, giúp Bắc Kinh kiểm soát Biển Đông và các tuyến hàng hải trị giá ngàn tỷ đô la. Năm ngoái, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence gửi một lá thư cho Thủ tướng Hun Sen. Trong đó, ông bày tỏ lo ngại cho Phnom Penh đang có kế hoạch tiếp cận khí tài của Trung Quốc ở căn cứ hải quân Riam gần Darasako. Thủ tướng Hun Sen gọi thông tin về căn cứ Trung Quốc là sự thật bị bóp méo. Trong lá thư hồi đáp mà hãng tin Bloomberg tiếp cận được, ông Hun Sen khẳng định Campuchia khước từ mọi hiện diện quân sự nước ngoài, rằng Trung Quốc đến đây chỉ để xây resort mà thôi, các ngài không cần phải lo sợ gì cả. Nhưng Mỹ chưa yên tâm. Mới tháng trước, ông Joseph Fenter, quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ, đã viết lá thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tibang, hỏi rằng tại sao Campuchia từ chối nhận tài trợ từ Mỹ để sửa chữa căn cứ hải quân Riam, dù đã chủ động yêu cầu từ tháng 1. Ông Fenter giải thích về việc Phnom Penh đổi ý bất thình lình, khiến người ta nghi ngờ Campuchia có kế hoạch chứa khí tài của Trung Quốc ở căn cứ Riam. Thực ra ở tầm vĩ mô, Washington nghi ngờ sáng kiến vành đai con đường chỉ là vỏ bọc để Trung Quốc xây dựng cảng biển, hạ tầng chiến lược ở các nước Sri Lanka, Pakistan, Myanmar nhằm tiến tới thiết lập thêm căn cứ quân sự ở hải ngoại, sau cái đầu tiên ở Djibouti thuộc khu vực Đông Phi cách đây 2 năm. Giới phân tích cho rằng Campuchia tiếp nhận hầu hết đến 3/4 đầu tư từ Trung Quốc và ngày càng trở nên gần gũi với Bắc Kinh hơn. Các nhà hoạch định của quân đội Ấn Độ còn lo ngại về mối quan tâm của Trung Quốc trong dự án kênh đào Kra xuyên Thái Lan. Tuyến hàng hải này, nếu thành sự thật, sẽ giúp tàu bè Trung Quốc tránh đi vòng qua eo Malacca và phát huy hết sức mạnh trên Ấn Độ Dương. Có thể nói, Campuchia chính là con bài đầu tiên của Trung Quốc trong việc tiến xuống Đông Nam Á, mở rộng các căn cứ quân đội của mình ở nước ngoài để gây ảnh hưởng trong khu vực và cạnh tranh với Mỹ. Việt Nam nếu không tỉnh táo sẽ rất dễ bị uy hiếp về an ninh quốc gia. Mong là các bác ở trên luôn cảnh giác và có những nước đi đúng đắn về chính trị, quân sự để đất nước chúng ta có thể yên ổn mà phát triển. Và thời lượng hôm nay dành cho video của chúng tôi cũng xin phép được tạm dừng. Câu hỏi đặt ra của video đó là: theo quý vị,
Chúng ta có thể làm gì để ngăn chặn việc Hun Sen cũng như Campuchia ngày càng ngả theo Trung Quốc và chống lại Việt Nam ta? Hãy comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới để cùng thảo luận. Cảm ơn quý vị đã ở lại theo dõi đến những phút cuối cùng của video. Mời quý vị và các bạn xem thêm những video hay nhất của Hồ sơ quyền lực đang được hiển thị trên màn hình. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt.